Stream bao lâu rồi á? Mình vừa bắt đầu stream đấy. Oh, tiếng game to quá thì phải. À không, tiếng game vừa phải. Ok. Hôm nào Splatoon nó tiền đầu ra bạn. Nghèo lắm ấy. Khổ nghèo lắm. Tiền có đâu. Có stream ngay ấy, nhưng mà nghèo quá. Ok, chúng ta quay trở lại đoạn này hôm trước. Không, mình mong là cái mic mình lại không bé quá, không thì mọi người lại kiểu anh ơi sao mic anh bé quá vậy. Kia chúng ta sẽ quay. Ok, bây giờ chúng ta đến được cái New Dawn City. Ở cái New Dawn City này thì mọi người F5 này đi chứ mình không bị, hoàn toàn không bị làm sao cả mà. Mayor Pauline Izabini, I wonder she up to now as after the most recent excitement. Ok. Vậy là Pauline là cái con nhân vật ở trong cái Donkey Kong hay sao ấy. Oh, what the shit, ở trong này có cái trang này nhưng mà làm sao lại vào đây. Oh, hello, chúng ta kiếm được cái trang đầu tiên này. Mic bé quá. Ok, mic không bé lắm đâu. Mic mình để gần lắm rồi đấy. Mình đã phải cúi người ra phía trước rồi đấy. Thế nên là đây, để thế này thì alo, xin chào mọi người. Fuck. Alo, xin chào mọi người. Mong mọi người không cảm thấy mic mình lục quá bé à. Đi lên đây phát, tại vì trên này có mấy đồng xu này. À không, mấy đồng xu này mình lấy rồi. Ok, mình không cần mấy cái này nữa. Lấy mấy cái đồng xu này nữa. Ở chỗ xa xa kia có một cái, à cái giữa. Oh, chỗ này rung nè. Oh fuck, không phải. Này rung nè. Ui giáo ơi, tưởng quay. Điện thoại F5 bằng niềm ạ. Thì em thoát ra em vào lại phần mềm đi. Đấy, vì anh nghĩ là stream anh vẫn bình thường mà. Anh đang xem stream của anh ngay ở bên cạnh đây mà. Vẫn mọi thứ vẫn rất ổn, không có vấn đề gì cả. Nếu mà em bị làm sao đấy thì chắc là anh nghĩ là do phía bên em thôi. Ok, đặt xuống dưới kia. You don't sit it. Hey, Main Street Engine. Chúng ta đến thành phố New Dawn City. Mình thề mình cũng không hiểu sao tự nhiên cái trò này từ trước giờ toàn Mario trong thế giới kiểu hoạt hình các thứ, xong tự nhiên giờ vào thế giới thật. Hey. À, mình không bao giờ được 30 jump. Cái này cái gì đây? Mày, ngươi đang tìm bí mật gì? Ta biết đấy, haha. Không phải em chỉ trích gì đâu, nhưng mà stream nhiều vậy sao coi hết. Chết dở, giờ chăm quá rồi người ta cũng không coi hết được, chết dở thật tệ. Làm sao để ok, mình có thể cầm cái này này. Mình không biết là vứt cái này đi đâu bây giờ. Cái này có lẽ có một cái chỗ cây để trồng nhưng mà tôi không thấy cái chỗ nào trông có vẻ trồng được cây. Hey. Ê, anh lâm vào. GTA mấy. Oh shit. What the fuck. Xe, đi xe còn nhảy được cơ. Hey. What the fuck. Ê. Ok, chỗ này dạ, làm sao để dismount ở đây, ok. Anh định chơi game này thì em nó là rõ ràng rồi. Tại sao lại em lại có vẻ bất ngờ về việc đấy nhỉ? Thế bây giờ mình chơi mình kiểu chơi cố phá đảo thì các bạn cũng kiểu ok, mình có thể hình như là mình có thể ném cái mũ này vào đây đúng không nhỉ? Để gọi là biến thành cái taxi hay sao ấy. Hình như không phải. What the fuck? Tại vì chúng nó muốn cái taxi ra khác nhưng mà mình có vẻ mình không làm gì được. Mình đang muốn thử ném mũ lên cái taxi, mình biến cái taxi có vẻ không được. Hình như là không được bạn ạ. Trước tiên thì từ chỗ này lại trồi lên này. Ok, mình cứ tưởng chỗ này trồi lên, nhưng mà nó trồi lên là vì nó là có cái cờ thôi. Hết rồi. Ok. Fuck you. Cái xe, ui, thành phố to thế nhỉ. Không biết đi bao giờ hết. Cái xe mình vẫn đầu ấy nhỉ, má mất xe rồi. Nó lao bách xe thôi. Cái đầu phộng. Oh, Pauline này. Nói chuyện Pauline rồi. Tóm tắt nội dung game Mario mấy nay anh chơi đi, em bận quá không xem hết được.
Thế thì anh chịu rồi. Cái trò này nội dung chả có nhiều, Mario đi cứu công chúa, được chưa? Nội dung có vậy thôi. Ê, xem cái đồ cuối nó mới hay, sao lại bận quá không xem được. Thế thì không sao cả, để em cứ ngồi em xem cho vui, rồi em muốn xem lại từ đầu là được. New Dawn City, cái New Dawn City, thành phố New Dawn này như nó có ý nghĩa như cả một thế giới đối với tôi. Tôi không thể cảm ơn cậu hết vì những sự giúp đỡ của cậu Mario. Cậu thật sự cần phải tham gia cùng chúng tôi cái festival sắp tới. Tôi muốn thể hiện, tôi muốn gì nhỉ? Thể hiện sự biết ơn của tôi tới cậu, cả cậu và cả thành phố với một bất ngờ. Cậu có thể giúp tôi tìm bốn nhạc sĩ để so I could do a small musical number. Tôi có thể làm một cái buổi hòa nhạc nhỏ nhỏ được không? Thứ đơn giản thôi. Ok, ngay bên cạnh mày là một cái thằng chơi trống cái này. What the fuck? Con kia. Mày có nhìn thằng này là sao? Nó chơi trống đấy. Tao nghĩ lần cuối tao nghĩ là một thằng chơi trống nó tính là nhạc sĩ ấy, tiên sư mày. Ow. Ok. Gushi mà ngày làm em làm anh em vui hẳn, mãi thương Khánh, mãi mãi yêu Khánh ngày hôm nay. Ấy. Hey, tốt quá, tuyệt vời quá. Mình rất vui khi mà stream mình được nhiều người ủng hộ. Yeah, indeed, even over the rhyme of the city, I heard you two talking. Kể cả qua cái giai điệu của thành phố, tôi vẫn nghe hai người nói chuyện. Đã từ rất lâu rồi mà tôi được tham gia một cái festival của thành phố, lâu lắm rồi. Nếu mà cô ấy cần tôi thì if she have will help me tell you tell the big lady that it will pleasure to join on stage. Một cái sự vinh hạnh được tham gia cùng cô ấy ở trên sân khấu. Ok. Ê, hey, what the fuck? Cái trang đầu tiên đấy à? Wow. Ok, nghe có vẻ nhanh, có vẻ đơn giản, có vẻ drummer on board. Chưa, mọi người nhìn được chưa, gì mình đã bao nhiêu trang? 3, 6, 8 trang rồi. Fast. Very fast. Bao giờ anh up cái stream hôm qua lên? Hôm qua anh không, anh có stream nhưng mà cái stream qua là stream thử nghiệm này anh không up. Cái gì kia? Lừa, cái gì trong này đây? Cái gì trong này? Cái gì trong này? Cái gì trong này? Sao lại có cái thùng rác ở đây này? Ở thế thôi à? Ok. Tôi mong chờ nhiều hơn là cái thùng rác này nhưng mà có vẻ là... có xu nữa đấy. Holy fuck. Cao vãi. Cao thế. Ông nào từ từ có cách nào mình zoom lên không nhỉ? Sao mình điều khiển zoom lên nhỉ? Action guy cái mà. Chăm chỉ như vậy giữ vững phong độ nha. Ok em, anh sẽ cố gắng. Có cách nào để control này, có cách zoom không? Yep, trông có vẻ là không có gì để mà không 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 có gì để zoom được. Yep, first person view à? Lúc được 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 được. Mình chỉ cần ấn cái này thôi thì phải. Ấy, ấy, ấy. Không không phóng to được các bạn. Đây là first person view thôi gì? Ôi giáo ơi, mình tưởng quá gì. Làm sao để fuck. Ok rồi, ok. Trước tiên là có mấy đông xu kia đã, tôi muốn lấy cái bộ quần áo ở cái khu này. What the... mình có thể làm này. Hey. Mình cứ từ từ dưới đây có cái gì này? Dưới đây có cái gì này? Đây này, chuẩn luôn, dưới này có trăng nè. Nhưng cái chính là làm sao để vào bây giờ đây này. Làm sao để... Fuck. Đơn giản, fuck. Sao đi connect cái nào bạn ơi? Ok, sorry bà con, chả hiểu sao nó vừa bị disconnect mạng. Hello. 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 À, sao chả hiểu sao mạng nó vừa disconnect. Tự thích disconnect, nó disconnect vậy đấy. Ok. Sorry bà sen. Mọi thứ có ổn rồi đấy. Mong là mọi thứ nó ổn thật chứ không thì mình buồn lắm. Ok. Mình có thể nhảy bằng cách xuống đây rồi nhảy thế này à? Khánh giờ này chăm stream thì chăm các ông kêu mà không chăm các ông kêu thế giờ khó sống ghê nhỉ. Sống nào cho vừa lòng thiên hạ rồi nhỉ, khó quá. Fuck, có vẻ hơi khó lên được chỗ này đấy. Hey hey hey
Hay hay. Ơ hay. Đùa thế. Khó rồi bạn. Không cần nữa hiểu không? Vì mình đã lấy cái trang rồi, chỗ đấy giờ không cần thiết nữa. Fuck you. Ừ, đã sang một chỗ kia, trong chỗ kia trông có vẻ là lạ kìa, mà nó có cái cột sáng kia kìa. Boy. Hey. Gì đây? À, thằng này chơi đàn, chơi bass. À, trông mặt có vẻ nghiêm túc thế anh bạn. À, nó diss một tẹo thế mà. Đừng up lẻ mọi người mau chán lắm, nhưng dù sao tôi vẫn ủng hộ và thôi. Ok, thực ra thì mình có up lẻ hay up tách thì nó cũng là up thôi mà. Thì clip mình thấy dài quá, nhiều người người ta nản xem, không muốn xem, nên mình mới quyết định là kiểu thôi nếu mà thế thì mình sẽ up lẻ từng cái một. Sau up lẻ từng cái một thì các ông kêu xem nản lắm. What? Mình có bỏ câu mà mình edit thằng render mà. Nó sẽ say no more for all. Ok. Tất cả vì những gì mà cô ấy đã làm cho thành phố này, tôi chắc chắn phải giúp rồi. Yeah, trang tiếp theo. Sao thế nhỉ? Gì thế? Điểm sao ấy nhỉ? Hôm nay bị làm sao ấy? Thể số đen ra màn mạng hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì cả, và nó cứ sập vậy thôi đấy. Nó thích thì nó sập thôi đấy. Hay thật. Eo đùa. Muốn đánh nhau ghê. Hello bà con. Tôi muốn chết quá. Mạng mẽ làm sao ấy nhỉ? Mạng mẽ hoàn toàn bình thường, không phải do mạng, nó do cái gì. Đen, số đen, hôm nay con đỏ nó đen. Đậu phộng với mạng chán quá. Ok, xong hai đứa rồi, bây giờ mình cần tìm thêm hai đứa nữa. Fuck my life. Mạng như con cặc thì xin lỗi bạn, tại vì không phải mình muốn vậy. Rất tiếc là mình không giúp gì được cho bạn cả. Bạn có cách góp ý nào lịch sự hơn thì bạn nói chứ, và thực sự cái cách góp ý của bạn mình thấy là nó không giúp đỡ được cái gì cả. Cái vì cái đấy không, nó không cần nhiều IQ lắm, ai cũng nhận ra được mạng hôm nay mình như con cặc. Không cần bạn thiết, không bạn thật cần thật sự không cần thiết phải nói vậy. Cái việc bạn nói ra nó rất là vớ vẩn. Cái gì đây, what the fuck. À, chào mừng đến với cái rooftop. Ok. Chào mừng đến với cái chỗ gọi là gửi xe ở trên mái nhà. Đây là nó hoàn hảo cho những cái xe mô tô. Vậy. Ê, vậy mình cần phải mình có thể để xe lên đây, nhưng với mục đích gì vậy bạn? What the fuck? Khó nhỉ, khó nhỉ, khó nhỉ. Mình mong là nó không còn bị cái gì nữa, không mình chết quá à. Chết quá à. Mình có 13 đồng rồi, mình cần bao nhiêu đồng để làm lấy được bộ đầu tiên nhỉ? Khu này có nhiều thứ quá. Vậy thì cái thằng cuối cùng mình nhớ không nhầm nó ở trên này này. Ui, có mấy xu ở dưới kia kìa. Mấy cái xu ở dưới này này. Ok. Hey. Hôm nay anh stream Mario à? Ừ em, hôm nay anh stream Mario. Mario. Ma Super Mario Odyssey. Lựa chỗ. Ok, trên kia có mấy xu nữa kìa, nhưng mà làm sao để lên đấy mới là vấn đề đây. Mình hiện fuck. God damn it. Lên đây cái. Để xem làm sao sao sang đấy nào. Hey. Fuck my life. Có đem ít không được. Thế thì thế này. Thế thì thế này không biết là có được không. Đây nha, sang đây nha, cúi xuống nha. Hey. Fuck. Có vẻ hơi khó nhỉ. What the fuck. Tôi chỉ muốn nhảy lên đấy mà. Khó vậy. Thực ra nhảy trên đấy thì mình có thể sang bên kia mình nhảy, nhưng mà mình quyết định nhảy cái đường khó khăn hơn nữa. Hay lắm. Hey. Rồi được rồi. Có thế thôi. Chả phải khó lắm. Kìa tí ngã. Lên đây có gì thật, có gì không đấy? Đùa, mất công lên đây có gì không đấy? Không có gì à? Không có gì à? Mà lên đây làm gì vậy? Làm sao để sang bên kia mới là vấn đề. Anh dùng switch à? Ừ em, anh đang dùng switch. Anh dùng
Ok, giờ mình sẽ phải xuống đây. Mình nghĩ là phải làm gì cái nút này. Đè lên. Ui dồi ôi. Ok, easy. Lên một speed. Đây rồi. Tao giờ hơi rồi. Tèo 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 tèo. Làm sao mà cậu leo lên đây vậy? Anh chào cái mũ kỳ lạ. Đợi một giây. Cậu đang tìm for card to play with the mayor. You are okay. Are you the one looking for card to play with the mayor? Hả? Có phải cậu là người tìm mấy con mèo để chơi với thị trưởng không? Đúng là cậu rồi. What? Là sao? You tell the mayor anytime any place I wouldn't miss. Ok, vậy là thằng này sẽ tham gia sau. Ok, lấy được cái trang tiếp theo. Yeah. Yeah, bây giờ mình cần gì? Thế là xong rồi đấy. Ok, cái này là cái team của Mario đấy. Oh, cảm ơn bạn Huỳnh Vĩnh Đơn đã ủng hộ mình 25.000 đồng. Chúc bạn xem stream vui vẻ. Hey. Ok, mình thiếu một người nữa. Fuck. Có ba, mới được có ba đứa. Má. Trả lời câu hỏi gì, em đang chơi game mà. Trả lời câu hỏi gì? Hỏi gì hỏi đi, mình anh trả lời cho. Hỏi sơ sơ ấy. Thấy trả lời thì anh trả lời cho. Tất cả mà. Cái chính là bây giờ kiếm mấy cái trang khác ở đâu mới là vấn đề. Vấn đề bây giờ là kiếm mấy cái trang khác ở đâu. Fuck you. Trên kia có mấy con su kìa. Hey, không lên được. Động phỏng. Không lên được. Mình có thể đứng lên đây được này. Từ từ đã, nếu mà như thế này thì mình liệu mình có lên được không? Như này mình có lên được không? Fuck my life. Ơ kìa. Fuck. Ok, đơn giản. Sao vừa đây mình nhảy thì khó vậy? Mấy lúc bạc thôi mà khó vãi kìa. Để đến đây được không bạn? Ok, thank you very much chị. Nhảy lên. Cái gì kìa? Sang chỗ kia có điểm gì không? Hình như là có đấy. Trên kia có mấy đụng bạc vớ vẩn nữa. Vậy thì nếu mà mình nhảy sang đây thì có làm gì được không? Vậy thằng cuối cùng ở đâu nhỉ? Cái kìa, chỗ kia kìa, nó đang đứng ngay giữa kia kìa. Nhưng mà tớ đang muốn đi lấy mấy... cái gì đây? Pè đè pèm 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 pèm. Uầy, cao thế. Thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi. Cái gì đây, có gì nổi cục cục ở đây đây. Chắc chắn có gì ở đây rồi. Fuck my life, không có gì cả. Không, từ từ ạ. Cậu ra là không, từ từ đây. Mình nghĩ ở chỗ này có cái gì đó. Không có gì thật á. Thế chỗ này không có gì á, trông nó nổi lên đấy mà nhỉ. Kệ sang kia. Đi đâu bây giờ? Bây giờ vấn đề là đi đâu? Sang bên kia trông có vẻ hợp lý, sang bên kia kìa. Kìa. Ok, lấy được cái gì đấy? Sao lại kìa. Không. Mình có định đá không? Mình đã định nhặt rồi. Má. Đây kéo lên, ném sang cái thùng này, nhảy lên trên này và lại có một cái chỗ nữa, cái chính là cái chỗ này sẽ đi đâu sang bên kia đúng không nhỉ? Mình không biết là liệu cái tầm này có sang đấy không. Mình nói chung là cứ phải YOLO thôi. Phải YOLO thôi. Anh ơi. Fuck. Có vẻ không được. Thế chắc chắn là phải từ từ. Đây, công nhân xây dựng đây. Bây giờ không ai được vào đây nhưng mà ok đúng rồi, công nhân xây dựng đây, mình chưa có đủ xu để mình làm công nhân xây dựng. Fuck. Vãi trường.
Cái gì đây? Cái gì đây? Ô, oh, cái gì đây? Sao lại có cái cầu cầu thang ở đây đây? Ô, oh, đội trưởng nấm này. Hello. Xin chào đội trưởng nấm. À, ok, ông này ông nói năng hơi thô thiển nãy giờ. Hãm lại ông Trần Ngọc Cường nha, đừng để tôi nhìn thấy cái nào ông là ông nói chuyện hơi bị thô thiển quá nha. Hãm lại nha. Nơi này thật là tuyệt vời, tất cả những cái tòa nhà lớn, tất cả mọi nơi tôi tò mò không biết ở bên trong có những cái gì. Hóa ra có một cái Power Moon ở đây, mong cậu thích đó. Ê! Yeah! Pew pew! Xong, lại được một cái trang nữa, what the fuck? Bây giờ cái chính đi đứng kiểu gì, ngã sấp mặt này. Bạn ơi đừng ngã nha. Nào bạn ơi, sát quá bạn ơi. Sát mép quá. Cút đi. Cút đi. Ôi giời, what the fuck. Lấy toàn tiền ở trong mấy cái thùng rác bạn ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? What? Làm tiền đấy? Thùng rác mà làm tiền vậy? Ok, xem. Cảm ơn vậy. Lên tiếp. Ok, đây là đâu? Không biết là... Ok, chỗ này là cái chỗ mà... Oh, không có gì đặc sắc cả. Đi lên trên này tiếp vậy. Oh, oh không, lên cao quá bạn ơi. Cái gì trên này đấy? Tí nữa thì vợ mà. Ok, nó chỉ là đỉnh tháp thôi, không có gì đặc sắc ở trên này cả. Nhưng mà thật sự là không có gì đặc sắc không, hay là có cái gì đấy ở trên kia mình không hề biết. Hừm. Mình chỉ... Ô, bán được này. Thế chắc chắn thế này có cái gì rồi. Thế... chắc chắn thế này có cái gì rồi. Leo lên được thế này là chắc chắn có cái... Ôi giời, biết ngay mà. Tôi biết ngay mà này. Cao quá, fuck. Assassin's Creed à? Leo Fed à các bạn? Thế này là Leo Fed à? Oh no. Oh no, Leo Fed à? Thôi sao rồi? Cao quá. Cao quá bạn ơi. Thôi xuống, xuống. Ôi, ôi tê ở chân rồi. Mình nhớ ở cái chỗ này có một cái... chỗ mà nó thò ra và có tí xu, mình muốn lấy xu để mình làm cái bộ công nhân để mình vào kia. Ok, có vẻ đó ở dưới này. À, pin. Nào. Không. Ok. Xong. Easy. À, 25 xu rồi. Wee. Gã sấp mặt. À. Ui. Cái gì đấy? Rồi nói chuyện gì đấy? À, ok, một trong những yêu cầu đầu tiên của sao cái chỗ này mình chưa lấy này? New Dong City Hall Plaza. Chỗ xa kia mình vẫn chưa lấy à? Thế? Có mấy ông sụ à? Thế mà thôi mình đủ tiền rồi, từ đi. Cái chính là cái mũ ở đâu? Chỗ này rộng thế nhở? Thề cái bắp này rộng vai à? Sao lại có thế? Ok, mình đoán là trong này có nhiều rất là nhiều tiền này, chuẩn bị này. Ôi, fuck mày lại. Nó không nhiều lắm. Ok, cái gì trong này đấy? Sao lại trắng trắng ấy à bạn ơi? Thế gọi game Mario không muốn cái gì vậy? Chào và what the hell con. Chúc bạn xem stream vui vẻ. Ok, tôi hiểu rồi. Chính em làm sao để nhảy trên kia cho nó chuẩn đây. Hấp. Cẩn thận thôi, xong rồi rồi. Oh no. Ok. What? Có vẻ khó đấy nhở, chứ mình cứ tưởng dễ mà không đơn giản đâu. What? Làm sao để nhảy đến đấy vậy? Oh no. Ok. Không biết là phải làm kiểu gì để có thể nhảy lên đây đấy. Oh. Hay lắm Khánh, mày làm được rồi. Ok. I get it. Tôi tệ quá. Không, đây, rồi, thế thôi.
Ho. Có mấy thằng đạn bullet bill đấy. Ơ kìa. Không mà đi. À. Tí nữa thì vỡ mùm. Nào. Hey. Yeah boy. Oh, nó nèm mai dây cây. Mình cứ tưởng mình có thể đi được như thế nhưng mà không bạn ơi. Không được như thế nữa bạn ơi. Ok, nó ra đi. Hey. Chết đi. Cái chính là lên đây cái gì đây? Ôi trời ơi, trông có vẻ chối này. Kìa, fuck, không để ý cái đạn ngay bên cạnh. Kìa bạn ơi. Hello. Cái gì đây? Có hai cái tụ. What? Fuck you. Làm sao để lên được đây bây giờ? Bạn ơi, ok, lên được đây rồi còn này. Ui dồi ôi, trông cái này né hơi khó đấy bạn ơi. Cái bây giờ cái chính em lại. Tôi muốn ăn hết được. Ok, ăn hết được. Có mất cái gì không? Ok, sang đây này. Nhiều đạn quá. Ai cần xu đúng không? Tôi chỉ cần mấy cái xu kia thôi. Ấy, đây rồi. Chắc. Chào streamer Khánh, ok. Chào bạn, chào stream watcher Grisu. What the fuck, cảm ơn YMAX đồng hồ mình 100.000. Còn gì đen hơn không? Top 10 streamer đen nhất 2018 luôn. Đen ra cả man ra thế, hôm nay bị làm sao ấy. Ok, bây giờ từ đây từ giờ đến cuối stream nhá. Cái stream nó bị làm sao mình không đụng vào nó nữa. Má nó thề lần nào stream Mario bị là Sida retarded. Khó chịu vãi cả luôn. Bây giờ ngoài đây. Đáp. Oh. Cái gì đây? Đu. Ui. Trời ơi, làm sao để mà kịp được rồi bạn ơi. Wow, easy. Ôi, oh, never mind, dây cây. Tưởng easy nhưng mà không easy bạn ơi. Ê, what the fuck, guys? Đông thế. Thiếu thế. Ok. Tí nữa thì vỡ mồm. Hey. Just Dance yên tâm, Just Dance xong rồi. Đủ Just Dance rồi. Yên tâm đi bà quan. Không phải lo lắng gì cả. Không phải sợ hãi gì cả. Mình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Để đấy về vậy thôi chứ tiền là game là mua xong rồi. Hey. Tại vì lúc đủ 1 triệu kia là mình đã kiểu ok thôi, ok thế 1 triệu là được rồi. Thế là mình rút sớm để mình mua game rồi. Ô, mình có thể nhảy như thế đâu đấy. Từ đã, xem nào. Ok. Làm sao mà mình nhảy bật được kiểu đấy nhỉ? Đấy. Sao nhảy cao thế? Nhảy cao đấy. Em chào anh, chào em Khang Crow, chúc em xem stream vui vẻ. What the shit, cái gì này? Sao lại có cái... cái này ở đây này. Hay là phải chơi trò gì? Phải chơi trò gì rồi. Tại sao mà bọn trẻ con lại chơi giỏi như thế này? Ê, mình có thể điều khiển rồi này. Làm sao để steer đây? Ui, khó phết đấy bạn ơi. Cái này là steer này. Steer right. Không bạn ơi. Hey. Ok. Shit. Fuck. Khó quá. Rồi. Ok. Rồi. Remote the Lee Capture Car. Ok. Hey. Fuck, ông gần vào rồi còn gì nữa. Ông vào, ông cho vào đi. Vào rồi, gì đâu khó chịu quá. Thấy chưa, vào rồi nha. Ok, vào chưa, vào chắc rồi nha. Rồi nha, vào nha, thấy chưa. Nhìn nha, vào rồi đấy. Có thấy vẫn nghịch à? Thế thôi, đi nhất đâu rồi. Mà. Ok, bây giờ mình mua bộ đồ công nhân vắt. Chào em mèo con bé, chúc em sẽ stream vui vẻ. Welcome. Đấy rồi. maybe later. Chính ra cái bộ ok, cái bộ này ấy mình trông không đẹp.
Ô, mình muốn cái này. Hừm. Thôi nhưng mà mình có lẽ cần cái này nữa. Mình sẽ mua cái này này. Và nếu mà kiếm đủ 25 mình sẽ mua cái tượng. Mặc dù sẽ hơi nhiều. Cái bộ của quần áo của cái ngay bên cạnh. Ok. Hai hàng này nó thông với nhau mình cứ tưởng. Ok. À, bây giờ đây và bộ công nhân ở thế không cho chỉnh à. Fuck. Mình đang định chỉnh cả hai nhưng mà mình quên. Đây. Yeah. À. Hey, hoan hô. Công nhân Mario đi làm nhiệm vụ. À, cái gì đây? Cái gì đấy? Hagen đây. Thằng nào vào Hagen đây? Thằng nào sao lại hello Hagen đây? Có chơi League không để bạn đợi nào không chơi nhá. Hôm nay tớ là một người là một streamer mẫu mực nhá, tớ không stream nhá. À nhập tớ không LOL nhá. Hey, kéo đây ra. Bro. Có công nhân là phải đi sửa cầu. What the fuck? À không, nó là Mario. Nó Mario nó phải đi sửa cầu. What the? Yeah. Cái gì đây bạn? Cái gì đây? Cái gì đây? Ha. Oh. Ok. Hey, no. Fuck you. Cái gì trong này đây? Hey, oh. Mày thật sự cái này thì lại không sai được. Thực ra thì thế cũng dễ thôi mà. Dễ thôi mà, thế này đúng không? Cái đậu phộng nó thật đấy à? Thật đấy à bạn? Đây, một mảnh trang rồi à? Xoay cái này sang rồi à? Hai mảnh trang rồi à? Easy, lemon squeezy rồi à? Cái gì kia lại khạc lửa, gì kia thôi, không khạc lửa nhá. Không khạc lửa nhá. Xoay cái này ra đây rồi à? Đấy, mảnh trang thứ... Ô, ngoài kia có cái trang nữa kìa, làm sao sao đấy mới là vấn đề. Ôi trời ơi, chị kìm. Hey, fuck you, bitch. Thằng Trần Ngọc Cường nó thô thiển mất mí con không chat quá à. Ok, để anh giải quyết bạn Trần Ngọc Cường nha. Bạn Trần Ngọc Cường mình cảnh báo lần thứ hai nha. Đừng thô thiển quá, đây là Christian Channel nha. Không được thô thiển vậy nha. Mất mí con đô thị nha. Lần thứ hai cảnh cáo nha. Vui lòng không làm như vậy nha. Ok, đợi tí mình đi ra bên này. Whip. Ok. Mình biết là kênh của mình nó không được gọi là funny như các kênh khác. Nhưng mà cũng đừng ấy chứ. Cũng đừng có... À, tức là như nào nhỉ? Kênh của mình gọi là gì nhỉ? Không hẳn là cần phải lịch sự thái quá. Nhưng mà cũng phải vừa phải funny thì... Hãng thô bỉ kiểu funny thì tôi không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà ông ấy thô bỉ kiểu... thô thiển thì thôi không vui đâu, nên là cảnh báo lần hai nha. Cảnh báo lần hai nha, lần ba là không vui đâu nha. Lần ba lại thành mất tình cảm anh em bạn bè ra nha. Gắt thì gắt cái gì, gắt mà buồn kiểu buồn cười không ai nói gì đâu, gắt kiểu funny các thứ hả. À, công nhân cà phê có gì đâu mà thô thiển khiếp ơi. Ông buồn cười nhỉ, công nhân KV là công nhân gọi là công nhân hăng động. Có gì đâu mà thô thiển, ông này lại sensitive quá rồi. Không được sensitive quá nhá, không được. Thế thì bạn Cường vẫn chưa gọi là vẫn chưa sao nhá, sau khi quả nhắc thế thì cũng không có vấn đề gì cả đó. Ok, anh em chúng ta lại về một nhà lại nắm tay nhau chung tay chung sức xây dựng tương lai phát triển nhé. Nhé. Không có vi phạm gì cả nhá. Bạn ơi, làm gì bố thì ít nhất thì mình không làm gì bạn được đâu, chắc chắn 100% rồi. Mình vốn là thằng hiền hòa, tính tình ôn hòa tử tế và là một người lịch sự, hiểu không? Mình không làm gì bạn cả được, chắc chắn 100% rồi. Mình chỉ chắc chắn là để cho bạn không nói chuyện ở trong này thôi. Tại vì như thế nó sẽ ảnh hưởng người khác, hiểu không? Chứ cá nhân mình chắc chắn mình không làm gì bạn rồi. Bạn là vô đối rồi, bạn thì có thể trong tâm trí bạn là vô đối ở đây rồi. Nhưng mà ở đây thì mình được quyền khóa cửa khẩu của bạn lại. Thế nên là thế nhá, anh em nhau thì vui vẻ, thoải mái thôi, đừng có... Vui thôi, đừng vui quá.
block bạn ấy. Ừ, sao không? Chứ bạn ấy chưa làm gì quá đáng cả, chưa làm gì về để mà anh em phải căng thẳng với nhau cả, nên là chưa được gì phải làm thế, đúng không? Làm thế thì lại hơi bị gọi là phát xít quá hả? Anh em với nhau đi đâu? Kệ mẹ tụi bay, ok thế thì lần 2 nhá. Lần 2 rồi nhá. Bây giờ là lần 2 rồi đấy. Lần 2 rồi, không không được như thế nha bạn Cường nha. Nói lần 2 rồi nha. Vui vẻ với nhau có gì đâu mà cứ phải căng thẳng vậy. Cuộc sống nó còn nhiều thứ lắm. Tính tình nó phải trên mạng hay là ngoài đời thì cũng vậy thôi. Cục xúc thì làm gì ngoài việc làm trò cười cho thiên hạ đâu, đúng không? Các ông thấy đấy, những cái thằng cục xúc thì nó chỉ là đóng hài thôi. Thì có mấy đứa nó hay phát ly ấy, nhưng mà lúc mà ra ngoài đời mà nó thể hiện thế thì thường hay bị chửi. Mình hiền mà, tính mình hiền lắm, tính mình tử tế thoải mái, không vấn đề cả anh em với nhau. Có gì giải quyết được thì giải quyết bằng miệng thôi, không nên giải quyết bằng chân tay, hiểu không? Cái đầu phộng nó chưa lại, cái đầu ba. Thôi à, leo đùa leo cao thế mà cũng rơi xuống đau vãi cả lưới, eo ơi. Tao cắt lúc tao làm cường ấy. Đó không được là các bạn không được làm trò cười là như thế, là chắc là kiểu gia đình có chuyện, đâu là người đang nóng tính, nóng lết thôi, không phải là con người tử tế trong tâm can mà. Con người tử tế trong tâm can mà, không mình không nghĩ là bạn ấy là người bất lịch sự đâu, bạn ấy chỉ phân ly hơi quá mức thôi. Ô cái gì đây? Ô đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Hey. Woo. Boy. Mình đi đâu vậy? Cái đậu phộng tôi đi đâu này? Mà hey. No. What the fuck, mình đi đâu đây? Fuck you. Tao thích mình đi đâu đây? Sao mình tận đây này? Hey. Ok. Trời đất Trung Hoa, vạn vật sinh sôi. Cái gì đấy lôi thôi. Cái đậu vá mình lỡ giết luôn con đấy rồi. Khánh bực mình cười đau cả hàm thôi nào. Tớ không bực mình mà, tớ tử tế mà. Các cậu thấy đấy, kể cả đợt trước nhá, những người ta chửi tớ nhá, tớ cũng chỉ nói nhẹ nhàng là đấy, các bạn thấy đấy. Người ta chửi tớ ấy, tớ cũng buồn lắm. Thế thôi, chứ tớ có bao giờ được cãi hay chửi ai đâu, chỉ là ai đâu, tử tế mà. Mày không, mày là ai, mày tao không quen mày cút ra đi. Sao bạn lại như vậy? Chúng ta chỉ là anh em một nhà. Con người Việt Nam tử tế. What the fuck, tôi chết rồi, đáng lẽ mình phải dùng cái xe tăng bắn mấy cái này mà quên đéo rồi, thật đi solo. Gì đây, chào cái bạn của tôi. Mượn tạm cái này. Ồ, cửa bắn mấy cái này. Hey. Sập cực mạnh. Hey. Cái gì kìa? À, thằng kia đứng ở kìa. Hey. Hey. Ơ nhầm à? Hey. Fuck. Hey. Chúng chưa, chúng rồi. Ồ, trên kia có một mảnh nữa nhá, trên này cũng một thằng nữa nhá. Chết con ba mày. Ồ lô. Chết đi. Oh no, khó quá. Oh không, khó quá. Top 10 game khó nhất. Game này là game Dark Souls của game Mario. Ok xong rồi. Còn gì nữa không? Không còn gì nữa đúng không? Nhạc nghe kinh vậy bạn. Oh, từ từ tốn đã. Cái gì đây? Cái gì ở đây? Oh, xe tăng tự động xuất hiện à? Fuck. Mình đã mong chờ điều gọi là ăn. Oh, từ từ, sao thì quái nào mình chưa được vậy? Hey. Câm mồm vào, thằng nào cũng đứng. Ok, cái này thì thôi chịu rồi nha. Cái này thì tôi đã cố gắng tử tế lấy hết mức rồi nha. Cái gì đâu vào đấy nhá. Vui thôi, đừng vui quá. Nói đến vậy thôi nhá, không nói nữa nhá. Ok. Nói như thế mà vẫn cố thì thôi vậy. Ẩn người dùng trên kênh này. Ok. Rất tiếc. Tôi tử tế hết mức rồi. Ai cũng có mức độ thôi. Tôi hiền nhưng mà đừng có dùng cái đấy để mà làm trò chứ. Tôi nói rồi, tôi bảo khóa mõm là tôi khóa mõm. Tôi không đùa. Ai tưởng tôi đùa đấy. What the fuck man. Tử tế thật mà. Cho cơ hội lần 3 lần ẩn hoi rồi mà. What the fuck. Nói nhiều tưởng đùa ấy. What the fuck.
Ok, còn cái gì không nhỉ? Để xem nào. Tại sao mà mình quên béng mất mấy cái trăng nó ở. Ok, chỗ kia chưa đi kìa. À không, chỗ đây chỗ mình đi vào mà. Thế từ từ thì có thể là nó ở đây này. Có thể là nó ở đây này. Ây, hay lắm bạn ơi. Ok. Ây, đây rồi, cái ô tô. Không, cái ô tô là đi về. Ô tô này tôi đi về đúng không? Đúng không? Yep, đến đây là đi ra ngoài rồi. Ok, không phải. Mình cần phải lấy hai cái mảnh trăng ở đâu đấy nữa. Roblox á. Lần này mấy giờ chơi Roblox này? Đùa chứ anh không thích chơi Roblox. Chơi Roblox nó cứ kiểu tức là anh không quen được cái đồ họa của game Roblox. Nó nhìn nó hơi chối, nó trông nó thôi đừng bật tớ bắt đi. Tôi biết là tôi không được quyền nói thế khi mà tôi đang chơi Mario phải không? Nhưng cái vấn đề là Mario trông nó còn đỡ hơn chơi trò đấy. Trông trò đấy nó hại mắt tôi lắm. Khả năng cảm thụ đồ họa game của tôi sẽ bị tụt dần nếu mà tôi cứ chơi trò đấy. Ok, xem nào. Ui, quả đạn ngay sát bên cạnh sợ vậy luôn. Giờ cái chính là mấy cái trăng đâu? Hay là nó ở trên kia nhỉ? Có thể. Yep, không liên quan. Hay lắm bạn ơi. Hay là cái trăng trong này. Này. Chuẩn luôn hả? Nói chỉ có chuẩn thôi bạn ơi. Này cái này, mấy cái này có liên quan không? Không đúng không? Không thôi. Fuck you. Mình stuck ở cái chỗ này hơi lâu ấy nhỉ. Mấy cái chỗ thôi bạn. À kìa, trong kia kìa, thấy rồi. Chính là giờ làm sao sang đấy được đây. Ở trên này. Gì đấy? Thôi. Ơ kìa, cái gì đấy? Mày thế. Tôi hoàn toàn không cố tình đâu nhưng mà chơi LOL đi anh á. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng mà anh đang không thích chơi. Anh đang muốn chơi Mario. Từ đã cái chỗ dở hơi đâu rồi. À làm sao lại xuống đấy vậy? Eto alo. How can I go there? Bây giờ xuống đây à? Yep, không liên quan. Làm sao mà lấy được cái đấy vậy? Khó nhỉ. Có vẻ là phải kiểu nhảy qua được, nhảy xuống ném mũ rồi. Cái trò đấy thì mình hơi khó đối với mình, trình độ mình nó không được gọi là đủ trình để chơi Mario mức siêu đẳng cấp đây. Giá mà mình bắn một phát mà nó tính được nhỉ? Nhất thiết là mà không được như vậy à? Sao đây? Chậm tí nữa. Lấy xe tăng bắn được à? Ok, thế thử sẽ lấy xe tăng bắn được mà. Ok. Nếu mà xe tăng bắn được thì dễ quá hiểu không? Tại vì tôi nghĩ là kiểu bắn xe tăng không được. Ông. Oh. Hey. Thật sự là bắn xe tăng được à? Ok. Ok, bye bye các bạn nha. Té đây. Mình cứ tưởng yep, hóa ra là chúng ta có thể bắn được cái trăng đấy. The more you know hả? Không sao cả, té. Ui dồi, Tokyo Drift. Tokyo Drift. Stream lại khoai tây rồi là sao bạn? Ý bạn là sao vậy? Ý bạn là sao khi mà stream lại khoai tây rồi? Trên kia có đồ kìa, nhưng cái chính là làm sao đấy. Thực ra thì tớ không tham fame nó lắm hiểu không? Tớ chỉ muốn làm game thôi. Tớ không muốn cày fame. Tớ cày fame khi mà tớ muốn, còn tớ làm game khi mà tớ thì là thường xuyên. Còn hiện tại tớ chưa có mục gọi là chưa có gọi là cái gì nhỉ? Gọi là nhu cầu kiếm fame cho lắm hiểu không? Thì chắc ẩn là chắc chắn là phải có rồi bạn. Ấy bạn ơi, khi nào stream rớt đen ấy. Cái đậu má. Tôi đang bơ rồi sao lại cứ thế nhỉ?
Yên tâm bạn, khi chắc là lúc nào mình kiểu setup ổn định mọi thứ, mình chơi thử trận một phát rồi thấy ổn rồi mình sẽ stream. Đừng no nha, không có gì mà đừng no cả nha. Chắc chắn là sẽ chơi rồi, không chạy không. Tại vì cái này là các bạn, ôi cái gì đấy, hai đứa làm gì đấy, hai đứa chúng mày làm gì đấy, hai bạn đây làm gì đấy, hai bạn này ngồi dưới gốc cây làm gì đấy. Hai bạn làm gì đấy, hai nhân vật này ngồi đây làm gì hả? Làm gì đấy, có gì thôi, cho để bạn hai bạn ngồi lại cho tự nhiên đó, mình lại khác chơi. Có gì ở đây không? Sao chỗ kia không chỗ lồi mình trông có vẻ đáng nghi quá à? Hay lắm, hay à, được bạn. Ô từ từ, chỗ kia mình vào chưa nhỉ? Từ chỗ kia hình như chưa vào, chỗ kia hình như chưa vào bạn ơi. Hello, có cái gì đấy, làm gì vậy? Tôi cảm giác được sự điều khiển trong bạn đi vào. I feel the right remote. Cái chỗ đó cái thằng nó không. What? Game đua xe. Ranking mode allow. Ok mình thử kết nối với internet mà. Ok mình sẽ chơi cái này xem nào, chơi được không? Mình chơi được này. Ôi. À, 2 1. Shit, hay lắm. Ok. Hey. Tệ vai. Tôi chơi rồi tệ vai. Ui, tệ dã cả bạn. Hai vòng rồi. Tokyo Drift. Hai vòng. Cố lên bạn đi. Ui, Tokyo Drift. Yeah. Best của mình có 20 được có 29 giây, được tận 29 giây, phải mất tận 29 giây cơ. Ui. Đứa đứng thứ 3 nó mất có 9 giây ạ. Đứa đứng thứ nhất nó mất nữa. How? Chúng nó chơi cái này mất 10 giây á. What? Chúng nó mất 10 giây á. Siêu vậy. Làm sao nó làm được vậy? Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, chưa gì đã tệ rồi. Cách nào thôi được, tôi bỏ ra đi. Tôi chơi cho này tôi xấu hổ lắm. Tôi đoán là chúng nó có cách nào đấy, kiểu cái chỗ vượt nhảy, nó nhảy qua được hàng rào xuống dưới đó. Nó đi thẳng xuống dưới luôn ấy. Nó làm thế thì nó siêu á cả man. Mình đua lần đầu mất 10 giây à? Mình cứ tưởng mình mất tận 10 giây. Để xem là thử phát ạ. Điều. Khó quá. Liệu có nhanh hơn được không? Liệu bạn Khánh có thể vượt qua điểm số của mình bắt đầu hay không? Mà đâm đầu tường thế kia thì làm sao mà thắng được? Giờ sao lại thế? Rồi 20 giây. Thế thì lại tệ như vừa nãy rồi. Thật là tệ. Tệ quá đi. Trời ơi. Làm sao lại như vậy? Nó đâm đầu tường vậy. Tệ hơn. Điểm từng vòng. Ok mình nhận ra rồi. Mình nhận. Ok vòng thứ 3 là vòng nhanh nhất của mình. Ok mình cứ tưởng là đứng thứ 3 mất 10 giây. Mình kiểm tra xem nào. Xem chúng nó nhanh nhất chúng nó được bao nhiêu vậy. Lúc. Ok xem thử xem network của bọn trên mạng là đúng rồi cái này. Thôi. Nó nhìn thế nó mất công sức thế thì thôi nghỉ nhá. Nghỉ khẩn cấp luôn. Bye. Ok lấy được cái trang rồi, bây giờ thì cái xe này đúng rồi. Để xem nào. Fuck. Tàu lái. Racing boy. Chạy đây phát này. Fuck my life. Ok mình không được làm như vậy, mình phải ok. Racing boy. Đây. Ok, làm gì đây?
Tôi muốn lên chiếc kia để tôi gửi xe. Fuck. Khó đây, khó đây, khó phải khó đây. Thì khó luôn đây. Ok, ok, ok. Lùi lại đã bà, không lùi lại được cả. Cái này hơi khó điều khiển bạn ạ. Hơi khó điều khiển các bạn ạ. Làm sao lên đây, 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 từ từ nào, đây, từ từ. Chân gì, nó sắp lao, không sao, nó hạc rào đấy kìa. Ok, ok, ok. Ok. Tôi chỉ muốn gửi xe thôi bạn. Mà thằng nào, thằng chó kia để cái chỗ gửi xe khốn nạn quá. Ma nó lên. Anh nhẹ nhàng thôi anh. Rồi, ok, giờ đi nào đi. Úi xồi ôi, từ từ, bao răng được mà. Chả hiểu sao đi xe nhảy được luôn mà. Khó hiểu thật. Đã, cố lên, cố lên. Được rồi. Đây. Nào, gửi xe nào. Lao, đúng như thế nhá. Mày lao xuống đầu xuống kia nhá. Mày lao đầu xuống kia nhá. Yeah boy. Tôi có một người khách, là người đầu tiên đến đặt gửi xe ở chỗ chúng tôi. Đây là phần thưởng. Mày để cái chỗ gửi xe ở chỗ này thì bảo sao không ai chịu gửi. Đậu mà để té đây bay chó. Nhảy cao quá. Hey, ok, đập đầu cột vậy. Má đi xe trong chỗ này buồn cười quá. Ê, thôi rồi, rồi. Xe đây chơi nhảy dây phát à. Hey. Fuck, phải like. Like bạn đi. Không được à? Không like được à? Xoay đi. Không xoay được à? Chơi đi à bạn. Ok. Ok, ok, làm sao để mình nhảy phát được. Ê. Ui dồi, nhanh lên rồi này. Ok này. Ok này. Rồi, nhảy dây nào. Ui dồi, nhanh hơn rồi đấy. Oh no. Ui. Thôi bạn ơi. Thôi rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, càng ngày càng nhanh. Ôi dồi, chẳng bốn người mà 40 39 rồi, ôi đùa thề, đâu vòng là chứ 39 là còn trượt. Fuck, phải like. Tôi hận cuộc đời này mà. 39 được chắc rồi mà. Cay quá, cay thế. Gì đây? Cay quá, nhanh quá. Ok. Ok, gì đây? Tôi hiểu rồi. Hóa ra như dựa. Ok, cầm. Hey. Vứt vào đây không? Cái đậu phộng đó chứ. Thế ném phát rồi. Hey, ok, phát đầu tiên. Đi gì. Chừng nào anh livestream tiếp á, anh không rõ nữa em. Cái đấy là còn phải để xem chứ em. Vậy là mình cần phải tìm mấy cái. Ôi, mình nhảy lộn đầu luôn, mình đang dùng cái này à? Mình đang cầm cái này à? Mới đấy, không biết vụ này. Hey. Bây giờ cái chính là mình có thể kiếm được cái chậu ở đâu. Ok, thôi từ, cái chậu này thì nó cứ để sau cũng được. Tôi sẽ vứt cái này đi tại vì fuck you. Bây giờ còn thằng này là thằng cuối cùng không? Nói chuyện. Ây, guitar, xin chào người bạn của tôi. Orantia đang muốn một chữ ký à? Tôi đã nghe về cậu rồi. Cậu đang đi xung quanh đây để kiếm những nhạc sĩ về cho chơi, để chơi cho thị trường đúng không? Cho festival đúng không? Ok, for the big rate, ok, you know, civic pride, ok, ok. Xong, đơn giản. Easy. Hey. Ok, nếu mà những bạn nào mà không biết lúc mà mình thông báo stream lúc nào nhá,
thông báo luôn hiện tại ở đây nhá. Mình thường stream vào 8 giờ tối hàng ngày. Nếu mà thế nên khoảng 8 giờ bạn không thể stream là thường mình không stream. Thường bắt đầu stream trước 8 giờ một chút. Khi mọi người thấy vào kênh mình mà thấy đang stream là trước 8 giờ là mình có thể là mình sẽ stream. Còn nếu mà 8 giờ cái 15 mà mình không thấy mình stream thì có thể là mình không stream hôm đấy thật. Đấy. 8 giờ mà mình không stream thì có thể là mình không stream hôm đấy. Đấy, cơ bản là như thế. Còn nếu mà bạn muốn thông báo rõ ràng hơn thì bạn like cái fanpage của mình ở trên Facebook là fanpage Mũ Đen. Tìm Mũ Đen phát ra luôn, có cái avatar đỏ xanh. Đấy, like cái page đấy. Và cố gắng để following để hoặc là see first để khi mà có thông tin mới mọi người xem được. Đấy, ok. Và ấn chuông dưới nút subscriber nữa. Fuck. Bây giờ tôi cần phải xem các cái vấn đề khác. Cái đường điện ở dưới mặt đất có vấn đề. Tôi cần supply power, cần có điện để cho buổi festival. Không biết là cậu có... Tôi nghĩ rằng là cậu có chút hiểu biết về công việc ở dưới ngầm đúng không? Anh đang đi học đại học à? Không anh. À không em, anh đang đi học... anh đang đi làm rồi. Ôi, nó có cả... What the fuck, máy tính ấy. Sao máy tính xịn vậy? Phá máy tính không được à? Ok, thôi. À đây, mình thì vào đây phát ạ mà. Quyền vào đây nói chuyện cái. Không ai vào được bây giờ trừ những người có khả năng ăn những người liên quan đến việc xây dựng. À, trong cậu có vẻ có đang mặc đồng phục xây dựng. Ok. Hey. Và xin mời anh. Tôi đang vô khắn, tôi đang chào Asami TV. Nhân vật này là nhân vật nào sao trông trông có vẻ giống YouTuber vậy. Tôi phải xem Asami TV là nhân vật nào hay tôi quên. Hình như ngay tôi quên trước tôi vào một lần rồi xong tôi quên đúng không? À tôi quên. Đúng rồi. Vẫn là bạn này, bạn Asami Atavia. Mình quên bé mất. Bây giờ thì làm sao mình sang đây là vấn đề đây. Ok, có đây. Ôi, hay lắm. Hoàn toàn ngược với cái gì mình định làm. Không, cái này đúng ạ. Cái mình làm sao nào, bây giờ chính anh. Cái gì đây? What the fuck? What? Cool. Cool story. Sao vậy? Ê, cái gì đây? lại free tiền. Ok, đợi cho nó hết tiền kìa đấy. Tết có stream với Mi không? Stream thì có, với Mi thì hơi khó. Với Mi thì còn phải set, hiểu không? Còn chưa chắc được. Cái gì đây? Tại sao? Làm sao mà tôi sao được như đấy? Má cần quái. Mấy cái đồng vàng va vẩn. Nhờn quen đi. Cái gì đây? Tại sao lại có cái bình này ở đây? Không ai biết. Chả biết cái bình này điểm gì, thôi kệ đi. Cái gì ơi? Thôi. Từ đã. Cái gì đây? Cái gì ở đây đây? Cái gì ở đây đây? Chúng mày tưởng là chúng mày trốn tao, mày nhầm rồi. Nhầm nặng luôn. Easy lemon squeezy. Mày emo với can, what the fuck, tại sao mày ngồi về xem stream của tao vậy? Mày hết việc à? Mày thật sự mày. What wrong with you? Cố đi. Thôi bạn đi. Tại sao mình tệ ấy nhỉ? Mình xem scenario mình tệ vậy. Mình tệ trong rất là nhiều trò khác nhưng mà Mario cái mình không nhận nhỉ. Đây có stream Aria được không? Gớm, đến Tết có khi mình stream xong cái trò Aria rồi. từ đã. Đúng rồi, đi đường này. Đi đường đấy không có nghĩa là nhảy xuống cái đậu ba lô. Để chỉ cần thôi bạn đi. Ok, đậu phộng nữa này, sao tôi lại làm thế vậy? Sao tôi lại làm như thế vậy? Tôi đang thắc mắc là liệu cái đoạn đấy thì người ta định lấy xu ấy kiểu gì nhỉ? Cái mục đích của việc để xu ở đấy làm gì vậy?
Hey, hey. Ok, easy rồi. Vấn đề là hello Kran, sao thế? Sao nay mặt trông làm quả IQ vừa vào stream đã stream của anh đã vào làm quả icon trông thương vậy. Có chuyện gì buồn à? Sao? Làm sao trình bày em nào? Chia sẻ tình cảm tâm tư tình cảm nào? Làm sao? Cho này bao tiền anh ơi? Cho này bao máy là 9 triệu, game là 1,6 triệu, tổng cộng là 10 củ. Chơi không? Cái động thôi nào. Thôi là ngã bây giờ nào, chết bây giờ nào. Thôi ok rồi. Đã xem xong chỗ này tôi ok không có gì rồi. Từ từ đã, chỗ này có gì đấy này. Tôi biết ngay mà tôi không thể nào tin tưởng được cái lũ. Nó làm sao để mà xuống đây được mới là vấn đề đây. Isa YOLO. Ok. Hey. Biết ngay là có gì đấy ở đây mà. Biết ngay là có gì đấy ở đây mà. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Fuck làm sao đấy. Thôi nào. Ôi 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 thôi thôi bạn ơi. Tí nữa thì ê, có thế thôi, chẳng có cái deck gì cả, đã đi về. Em vừa viết chuyện vừa xem anh stream này, anh chào viết chuyện á. Hế. Ông cái đậu phộng ở dưới này có tấm. Mình cứ tưởng là mình phải kiểu nguy hiểm lắm thì không, hóa ra dưới này có cái tấm đứng ở dưới đấy. Cái đậu phộng. Tưởng thế nào? Cái này khó này, này bạn ơi. Cái này cực kỳ khó luôn này. Ok, ui rồi ôi. Nó là trăng à. Thôi xong được rồi. Oh no 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 no. No 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 no. Ok xong easy. Anh chào em Bayziu 84. Chạy lên chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Ây. Woo. Ok xong. Ở game cũng 10 củ mà rẻ máy. Anh thề là anh kia lúc mà anh có mấy anh bỏ tiền ra anh khóc. Ô em vừa đẻ đi đẻ một tụi chihuahua giờ mới về, holy fuck. Chihuahua đẻ trông nó bé tí thế mà chúng nó đẻ nó đẻ bao nhiêu con này em? Chihuahua chúng nó đẻ bao nhiêu con này? Anh nhìn trông chúng nó bé tí mà gì đây, cổng này là cái gì đây, mình vào. Ôi rồi ôi lại đua xe rồi, lại đua xe bắn súng rồi, lại oh no. Cái gì đây? Từ từ tôi đi trước để tôi xem đường nữa. Oh, ok, đi thế này hả? Đi thẳng thôi gì? Ôi dồi ôi! Thôi được rồi, em đùa đây anh. Thôi, thôi, hiểu rồi. Ma nó hết cả hồn. Cái đậu phộng của sợ thế. Cái kính gì ạ? Quẩy lên ạ, chạy nhanh qua đây. Chết dở rồi đây. Ô lô. Ô lô, ô lô. Anh ơi. Cái gì đây? À, thôi, xếp cái gì đây? À, tưởng cái gì đặc sắc rồi, khủng long, con đuổi khủng long cái gì? Anh ơi. À, cái gì đây? No. Khó mày. Đậu vọng có tưởng cái gì hết cả hồn. Ui đậu rồi chạy nào, chạy nhanh ạ. Chạy nhanh em bạn ơi. Ôi sao bên này trước. Ôi trượt rồi. À tại sao nó cắn tôi. Tôi làm gì hết tội. Nào sao bên đây. Nào. Sao nó chạy nhanh thế. Thua bạn ơi. Kệ su sủng cái gì giờ chạy thật nhanh này kệ nó đây. What the tránh xa ra, tránh xa nó ra, tránh xa nó ra. Mình không xin lỗi, mình không xem phim được à, tao làm gì mày, tao làm gì nhở, ngoài việc tao kiểu hack não mày một thời mấy phát luôn rồi. Tôi con la. Holy fuck. Fuck you boy.
Và một cái chỗ này được 200 rồi. Ờ cái đậu phụ. Jesus. Jesus fucking Christ. Woah. Alo, tôi